Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước đêm nay và ngày mai trên đất liền có gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Có nơi có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9 đến 12 độ C. Riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 5 đến 8 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Còn tại khu vực Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ban ngày trời nhiều nắng, riêng chiều tối và tối có lúc có mưa ở một vài nơi. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Thời tiết rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất 16 đến 19 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 5 đến 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ C, có nơi trên 18 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét. Riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11 đến 13 độ C, phía Nam 13 đến 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17 đến 20 độ C, phía Nam 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20 đến 23 độ C, phía Nam 25 đến 27 độ C. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 27 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3. Đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng nhiều, ít mưa. Riêng chiều tối có khả năng có mưa rào ở một số quận huyện. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.